em Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương, lại xin chào rất cả gia đình nhá. Đấy, lại khung giờ thân thuộc rồi. Đấy, cả ngày là chờ mỗi khung giờ này này là được lên sóng báo giá cũng như trò chuyện với đại gia đình nhá. Đấy, những đầu xe bên chợ ô tô đầu mối Hải Dương này còn rất là nhiều nhá để phục vụ đại gia đình mình này. Đấy, các bác nào đang xem buổi livestream ngay nhá, hoan hỉ vui vẻ đấy, chia sẻ cho Tùng xin 5-7 lượt đi gia đình nhà mình ơi. Đấy, 8 giờ 30 phút rồi, không biết nhà mình đã cơm nước chưa nhỉ? Đấy, hoàn thành xong tất cả mọi việc chưa, tắm rửa cơm nước xong chưa nhỉ? Và ủng hộ em Tùng với gia đình mình ơi. Vâng chào bác Nguyễn Văn Thái này đấy. Xin chào tất cả những anh chị quý vị mình vừa thấy buổi livestream của em Tùng đã vào ủng hộ ngay này. Cảm ơn gia đình rất là nhiều nhá. Đấy, nhà mình cũng có thể thấy đây. Đấy, xe cộ này bán khá nhiều rồi. Đấy, hôm nay bán 4 chiếc rồi. Đấy, ván chợ này. Đấy, còn khoảng đâu đó là tầm 50 đầu xe thôi. Còn hơn 50 đầu xe thôi nhá. Vâng, cho anh Ngọc này, cho bác Nguyễn Văn Thái này, chào đại gia đình mình nhá. Đấy, các bác đang xem buổi tối ngày hôm nay thì cho em Tùng xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến đại gia đình mình này. Đấy, hoan hỉ vui vẻ đi, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi anh chị quý vị gia đình ơi. Vâng, hello anh Nguyễn Văn Thái này. Đấy, chào anh Ngọc nhá, chào đại gia đình mình này. Đấy, hôm nay thì bên em có vài mẫu modeling mới nhá. Đây, có vài mẫu Kia modeling mới đây. Đấy, số sang đấy. Con này thì giá cả thì vẫn chưa cân đối nhá. Mai cho anh em kỹ thuật dọn qua nhá. Đấy, để phục vụ gia đình mình nhá. Đấy, bản SX bản đủ đây. Đấy. Vâng, hai ngày anh Ngọc này, chào bác Thái Mai Phương, chào bác Thái Nguyễn Hưng. Chào đại gia đình mình nhá. Đấy. Chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi buôn bán cũng như ký gửi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua dụng này. Đấy, Nam Trung Nam Sách Hải Dương. Địa chỉ thì gần cây xăng Minh Nhập số 2 nhá. Dưới 600 triệu rồi nhá. Đấy, dưới 600 triệu rồi. Đã có xe ô tô ở đi để di chuyển phục vụ mọi nhu cầu của gia đình nhà mình nhá. Mời chắc Thính Vũ này, chắc Thái Nguyên Hưng, chắc Trần Thị Thu Hằng này. Đấy, chào lại đây mình ạ. Đấy, khá nhiều mẫu xe này, gầm cao và thấp này. Đấy, anh em mình cùng theo em đi, xem hết loanh quanh một vòng đi, xem có vừa mắt mẫu nào không, có ưng được em nào không nhá. 0347 701 77 0343 540 99 nhá. Đây, em Tùng xin một vài giây thôi, để lại hai số line này. 0343 540 999, 0347 701 777. Ok, hai số line để lại rồi nhá. Vâng, chào Nguyễn Tùng này, chào Hoàng Hiếu này, chào Nguyễn Thao, chào đại gia đình mình nhá. Đấy, theo chân em đi, đi hết một vòng chợ ô tô đầu mối Hải Dương nào, lanh quanh này xem có gặp em nào vừa mắt không nhá. Đấy, chốt luôn nào gia đình ơi. Chào tất cả những bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, chia sẻ comment mạnh lên. Em Tùng tiếp tục báo giá, tư vấn giảm giá kịch sàn cho gia đình mình ạ. Vâng, cháu Thanh Ngoan này. Đây, Vivante số lộng đây, i10 2084 máy 1.0 này. Đấy, là chất đi Cedric màu xám đá này. Đấy, i10 2016 này, Kia Morning 2010 này. Đấy, i10 2014 này. Đấy, tầm lanh quanh đời cao không có, đời thấp không có nhá. Đây, tham khảo dùm em đi. Đấy, rất là nhiều i10 nhá. Đấy, dạo này thì có rất nhiều i10 này. Đấy, i10 2016 này, i10 2014 này, Kia Bright nhập Hàn 2008 này. Đấy, Morning số động 2009 này. Đấy, Vios 2016 nhá. Đấy, tầm 150 triệu. Ok, tầm 100 triệu nhá. Bình luận comment nhiều lên anh chị quý vị dành người nhá. Cứ bình luận đi, đang quan tâm mẫu nào, dòng nào, giá cả tầm bao nhiêu nhá. Cứ bình luận đi, em Tùng tiếp tục tư vấn cho ạ. Đây, xem tầm mẫu nào 150 triệu nhá, tư vấn gia đình này. Ok, vâng, chào bác Phạm Trung ạ, chào bác Trung Nguyễn nhá. Chào toàn thể những bác vừa xem buổi livestream hôm nay nhá. Cho Ngọc Tuấn Hoàng này. Vâng, thì với cửa tiền tầm 150 triệu nhá. Đấy, thì bác Tiết Tùng quan tâm dùm em mẫu này đi. Đấy, quan tâm cho em mẫu này ạ. Một mẫu La Chetti Cedric. À, mẫu La Chetti thôi. La Chetti 2008, đăng ký năm bánh 2010 đây. Sedan 2 đầu màu đen, lịch sự rất là sang trọng nhá. Đấy, rất là dài xe, là trường xe này. Đấy, sedan 2 đầu, mà con này bên em bán hết cửa tiền cho đình mình 145 triệu đồng thôi nhá. 145 triệu đồng. La sang lúc lốp lắp đẹp. Đấy, máy số keo chỉ sơn si còn rất. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang đây. 1.5 số sàn La Chetti 2008 nhá. 140 triệu đồng ạ. Hơn 100 triệu có không anh? Vâng, cảm ơn bình luận của bác Ngọc Tuấn Hoàng này. 100 triệu thì bác
tham khảo cho mẫu này nhá. Kia Morning 211 này đấy, Kia Morning 211 1.0 số sàn nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 135 triệu đồng thôi, 135 triệu đồng gia đình nhá. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm điệu này, xe tập lái có 130 thôi, mở lên full đồ chơi rồi ạ, full đồ chơi rồi. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này, la sáng đúc tâm đẩy chấu này. Đấy, gương kính cụp xì điện đây, màn hình cô va cỡ lớn nhá. Đấy, cam lùi cam hành trình đầy đủ này, 130 triệu đồng thôi, Kia Morning 2011 nhá. Đấy, giá còn có thể bớt, còn có thể thương lượng và gia lập được thêm cho đại đình mình nhá. Tầm 150 triệu anh ơi, ok, có tầm 150 triệu nhá. Vâng, cho Tuấn Nguyễn này, đây tầm 150 triệu à. Đấy, 150 triệu thì anh tham khảo cho em mẫu này anh ơi. Đây, sedan 2 đầu tầm 150 triệu đây. Mazda 626 205 đăng ký là bánh 207 nhá. Đấy, một dòng xe đến từ Nhật đây. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 145 triệu đồng thôi. Đấy, la răng này, lốp láp này, máy số keo chỉ sơn xịn còn chất còn đẹp nhá. Sedan 2 đầu có 145 triệu đồng nhá. 2.0 số sàn. Đấy, giá còn có thể bớt, còn có thể gia lộc dày, gia lộc nữa cho gì mình ạ. Vâng, hello bác. Hello, chào phóng viên Thanh Tùng. Vâng, chào bác Thanh Ngoan nhá. Chúc bác Thanh Ngoan có buổi tối vui vẻ này. Có bước sóng live stream này thì hãy chọn cho ô tô rồi với Hải Dương những mẫu xe ưng ý đi bác Thanh Ngoan ơi. Chào bác Trần Trung Kiên, xe đẹp giá tốt, bán hàng uy tín. Vâng, cảm ơn bác Trần Trung Kiên rất là nhiều này. Phải xe đẹp, phải giá tốt, phải uy tín đúng không? Đấy, chứ tín là đặt lên hàng đầu để phục vụ mọi người gia đình mình ạ. Vâng, cho bác Hoàng Trung này. Đấy thì đấy, các bác này mình vẫn đang quan tâm những dòng xe mà tầm loanh quanh hơn trăm này. Quay bên trong cho em xem nhé. Quay bên trong con Mazda 6 này anh. Đây em quay bên trong Mazda 6 nhá. Đấy, Mazda 6 này. Nhà mình ai đang quan tâm đến mẫu nào này đấy, cứ bình luận đi, cứ comment nhá. Để em Tùng quay cho ạ. Đấy. Cháu ơi, cho chú xem có Tucson xe đó, chú ưng quá. Ok bác Phạm Trách ơi. Đấy, đấy, để cháu đợi cháu một xíu nhá. Cháu quay cho anh Hoàng này con Mazda 6 một xíu, cháu quay sâu với bác con Tucson nhá. Đây, nội thất bên trong đây. Nội thất ghế da màu ghi để zin nguyên bản cho xe nhá. Vô lăng 4 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng này. Đấy. Điều hòa đây, điều hòa đầu đài zin nguyên bản theo xe này. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi zin. Đấy, nội thất rất đẹp nhá. Đấy, con này thì đã có video chi tiết rồi này. Đấy, anh Hoàng quan tâm sâu nhá. Sau buổi livestream này thì em gửi cho anh cái video chi tiết của con này nhá. 140 triệu đồng rồi ạ. Đấy anh ạ. Vâng, chắc bằng quang cho Quy Hoàng. Ok chú ơi, đây Tucson đấy nhá. Đấy, Tucson đây chú ơi. Tucson 2011. Đấy, hai cầu điện. Đấy, 445 triệu đồng. Đang được bán thì cho ô tô đồ mối Hải Dương nhá. Có xe nào tầm 300 không? 300 cũng có anh nhá. Đây, để em quay con Tucson cho chú ấy đang tham khảo nhá. Quay con Tucson cho chú ấy đang tham khảo một xíu. Rồi em sẽ quay tầm xe 300 này mình nhỉ. Ok anh ạ. Đây nhá, Tucson 2011 2 cầu đây. Con này động cơ 2.0 máy xăng nhá. Bên chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình mình là 445 triệu đồng. Đấy, tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. La sáng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở 4 bánh. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đấy, đèn còn sáng còn trong cho gia đình người. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Đấy, đèn rất đẹp luôn này. Đấy, đèn còn sáng còn trong này. Không có dữ liệu dạng đất bóng mờ cho xương tư nhiệt này. Đấy, la sáng đúc đây. Đấy, la sáng đúc kép rất đẹp luôn. Có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Hai cầu điện. Xi nhan dạng mí tích hợp trên gương. Đấy, gương kính cụp xe điện này. Cam đùi cam hành trình thì đầy đủ rồi nhá. Rất nhiều option thông minh luôn. Đấy. Đây, đề lổ sáu ta top này, hỗ trợ khởi động giữa dốc này, đấy, hỗ trợ đổ đèo này. Cân bằng điện tử nhá và phanh chống bó cứng ABS này. Đấy, một chiếc xe vô cùng là thông minh, vô cùng nhiều option cho anh chị quý mình sử dụng này. Đấy. Trang bị cả cửa sổ trời đây. Ba lô trang bị cả cửa sổ lắp cho gia đình mình nhá. Đấy, 445 triệu đồng. Còn có thể bớt, còn có thể thương lượng và gia độc sâu gia đình mình ạ. Đấy. Máy số keo chỉ sơn xi còn zin, nốp lam đẹp nhá. Tucson 211 2 cầu máy xăng 2.0 gửi đến gia đình mình ạ. Vâng, hai bác Dịu Nguyễn này. Chào bác Trần Hữu Chiến này. Đấy, chắc tài sáo xe đẹp giá thương. Ok bác Thanh Loan ơi. Có i10 không anh? Bác Bàng Quang có i10 anh ơi. Nhớ có i10 anh nhá. Đấy, đây là có i10 này. Bác nào đang quan tâm dòng xe tầm 300 triệu đồng nhá. Đây, quan tâm cho mẫu i10 nữa nhá. Đấy, tham khảo cho mẫu i10 đi. Hyundai Grand i10 2019 nhá. 2019 ạ.
động cơ 1.2 số sàn 4 máy. Đấy, con này bên em đang bán với cửa tiền 350 triệu đồng nhé, 350 triệu đồng. Đấy, máy số keo chỉ sơn si cột kèo này, lội tất này, zin nguyên bản cho xe này. Xe thì chạy 4 vạn 2 chuẩn này. Bản đồ phun kịch được trang bị la răng đúc, có vành điện chống bó cứng ABS, xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 4 năm 2023 đây. Hyundai Grand i 12 đồng. Đấy, đang bán với cửa tiền là 350 triệu đồng đấy à. Tham khảo cho em đi. Vâng, cháu Cường Nguyễn này, cháu Minh Tân KTT, cháu Hoàng Quế, cháu Trần Hữu Hiến nhá, cháu Nguyễn Dịu, cháu Đại Đình mình ạ. Đấy, các bác nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay của cháu ô tô đầu ngoài Dương. Hoan hỉ vui vẻ lên, cho Tùng xin 57 lượt chia sẻ đi toàn thể anh chị quý vị mình ơi. Đấy, không mất tiền, không mất bạc gì cả mà để lan tỏa buổi livestream mình hơn nhá. Để những bác nào đang lăn tăn chọn cho mình một địa chỉ uy tín này về những dòng xe cũ thì đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu ngoài Dương nhá. Đấy, rất nhiều đầu xe chất lượng và đẹp để phục vụ mình ạ. Thì cạnh mẫu Hyundai Grand i 12 đầu vừa rồi này, tiếp theo đây báo giá thì mình một mẫu số động nhá. Một mẫu Kia Morning số động 2010. Đấy, với mức giá tham khảo gia đình của mình là 205 triệu đồng. Đấy, xe để sản xuất năm 2010, đăng ký là đánh 2012. Biển tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương con họ chết tình này. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều. Là răng đúc lốp đáp đẹp, có vành đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan thì tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện nhá. Máy số keo chỉ sơn si thì còn zin còn chất. 205 triệu đồng. i11 đầu anh ơi, có i11 đầu nhá. Đây, ghét bao nhiêu tiền bác ơi? Đây, ghét anh ơi. Hyundai Ghét 209 89 Hưng Yên đây. Đấy, 89 Hưng Yên nhá, biển 4 số 1 chủ từ đầu này. Con này bên em đang bán cửa tiền cho đại gia đình của mình 135 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm và bền bỉ nhá. Đấy, đến từ nhà Hyundai. Hyundai Ghét 209. Lội thất ghế lỉ và vẫn là trần nỉ zin nguyên bản theo xe nhá. 135 triệu đồng nhá. Các bác nào mà đang quan tâm này còn có thể bớt sâu hơn nữa này. i11 đầu anh ơi. Đây, i11 đầu đây bác ơi. Nhớ, nhà mình cứ bình luận đi để em Tùng tư vấn cho ạ. i11 đầu này, bác tham khảo trước cho mẫu này đi. Đấy. Biển 19 tư nhân Phú Thọ đây, con i10 2014 hatchback 1 đầu. Xe thì được đăng ký lăn bánh năm 2016 nhá, mang động cơ 1.0 số sàn. Đấy, bản đồ phun kịch luôn, bản đồ phun kịch. Đấy, 240 triệu đồng. Là răng đúc, có vành đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương, vô lăng túi khí, tích hợp có nút điều khiển trên vô lăng nhá. i10 bản đồ 1 đầu 214 240 triệu đồng này. Đấy. Vâng, trong Hoàn Thanh thì cháu bác Hiếu Phạm Hiếu này, cháu Trịnh KT này. Đấy, bác Bằng Quang ơi, i11 đầu ấy nhá. Bác mà có quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Gửi cho bác vài mẫu nữa ạ. Cho ảnh chi tiết con ghét nhá. Ok anh nhá. Đấy, sau buổi livestream ngày hôm nay thì em sẽ gửi ảnh video chi tiết con ghét cho anh nhá. Đây, chỗ này còn 2 mẫu i11 đầu này. Còn 2 mẫu i11 đầu nhá, em tiếp tục tư vấn được nhá. Hyundai Grand i12 14 240 triệu đồng này. Đấy, 30 Hà Lợi Phố đây. Tư nhân chính chủ 30 Hà Lợi Phố nhá. Đấy, bản đổ thì được trang bị la răng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi, vô lăng túi khí. Đấy, tích hợp có nút điều khiển nhá. 240 triệu đồng này. 2014 màu bạc này. Đấy, mẫu trắng và rồi là mẫu màu bạc này đều là 240 triệu đồng nhá. Đấy, cạnh hai mẫu 2014 này thì em có mẫu một mẫu 2016 này. Đấy, Hyundai Grand i 10 2016 này. Đấy, bản đổ nhá, bản đổ phun kịch 265 triệu đồng đang được bày bán tại chỗ ô tô lớn ngoài Dương ạ. Vâng, chắc Đình Hoàng này. Đấy, chào Đại Hình mình ạ. Đấy, các bác đang xem buổi live stream ngày hôm nay đi, hoan hỉ vui vẻ đi, chia sẻ cho Tùng 57 lượt đi nhá. Đấy, chia sẻ càng nhiều bớt càng nhiều này. Đấy. Đấy, cho voucher giảm giá gia đình mình, mỗi người 10 chia sẻ nhá. Đấy. Mỗi người chia sẻ một lần giảm 1 triệu, chia sẻ 10 lần giảm 10 triệu nhá. Chụp lại màn hình gửi cho em đến mua xe nhá, bớt cho gia đình mình sâu ạ. Rồi, tiếp tục báo giá thì mình những đầu xe mà gọi là quốc dân nhất đây. Kia Morning 2016 đăng ký và đăng bánh năm 2017 này. Động cơ 1.25 số sàn 4 máy. Con này bên em đang bán với cửa tiền tham khảo cho đại gia đình nhà mình là 190 triệu đồng thôi. 190 triệu đồng thôi dành nhá. Đấy. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4101 này. La răng đúc phay 4 bánh lốp đáp đẹp, máy số keo chỉ sơn si còn chất. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm nay nhá. Kia Morning 2016 190 triệu đồng ạ. Cái mẫu Kia Morning 2016 rồi này. Quay lại con Hyundai Grand i10 xem.
Hyundai gắn i10 bên em có một bản một đầu và bản hai đầu, thì bác đang đang quan tâm bản nào bác ơi? Bác đang quan tâm bản một đầu hay hai đầu bác nhỉ? Còn tiếp ở đây nhá, báo giá đại hình này. Grand Tech 2010 đăng ký bản bánh năm 2012 đây. Động cơ 1.2 số tự động nhá. Đây một mẫu xe số động rất đẹp đây. Phù hợp cho những chị nữ là những bác gái nào mà vừa có bằng muốn bổ túc tay lái nhá, để cho tay lái cứng và vững này, tham khảo cho mẫu này đi. Đấy, tuy nhiên chính chủ 34 Hải Dương. Đấy, lốp đáp đẹp, máy số keo chỉ chất. Trang bị la răng đúc, có phanh đĩa chống bô cứng AS rồi. Xi nhan trên sườn xe. Đấy, gương kính cụp xe điện này. Có cửa sổ trời đây. Cửa sổ trời trên cao đây, mẫu sườn rất đẹp. Đăng ký đăng kiểm ở con khá là dài nhá. Đấy, đăng ký đăng kiểm đến cuối năm nay nhá. 220 triệu đồng. Đấy, 220 triệu đồng cho mẫu Grand Tech đây ạ. Đây em i11 đầu nhé. Ok bác ơi. Đây i11 đầu đây, tham khảo cho em hai mẫu này nhá. Đây chỗ này có hai mẫu, em quay luôn cho bác này. Có màu bạc cái đời 2014 bản đồ full kịch này. Đấy, 240 triệu đồng. Còn con màu trắng này đời 2016 nhá, 260 triệu đồng. Hai mẫu này đều là bản đồ này. Đấy, bản đồ thì được trang bị hệ thống phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xi nhan dạng bí tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Vô lăng túi khí này. Đấy, hai con này máy số keo chỉ thì còn zin còn chất nhá. Màu bạc 240 triệu đồng và màu trắng 260 triệu đồng của gia đình ạ. Đấy. Đấy, còn rất là nhiều i11 đầu nữa nhá. Đấy, bác mà quan tâm nhắn tin trực tiếp qua hết cho em đi ạ. Vâng, vào cháu chính ô tô Hải Dương này. Chào đại gia đình mình nhá. Đấy, các bác vừa mới vào xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu Hải Dương. Hoan hỉ vui vẻ lên cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Cháu Triệu lên nhá. Như bác mới vào xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy, hoan hỉ vui vẻ cho Tùng xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của bên em nhá. Cũng như là khung giờ thân thuộc bên em vẫn vào báo giá. Chào em trai, ok, chào anh chính ô tô của Hải Dương nhá. Đấy, cho em gửi lời chào anh chính này. Chúc sức khỏe anh nhá, cũng đến cũng như toàn thể gia đình nhá. Vâng, tiếp theo đây này, chiếc máy quay của em này xin giới thiệu đến toàn thể gia đình mình một mẫu Vivante nhá. Vivante số động 7 chỗ tầm trung. Đấy, cửa tiền gửi gia đình nhà mình là 190 triệu đồng thôi ạ, 190 triệu đồng thôi. Biển tư nhân chính chủ 34A Hải Dương đây, là sáng đúc lốp na đẹp. Đấy, nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều zin nguyên bản theo xe nhá. Trang bị cả giá để đồ trên cao này. Đấy, cái bên em đang bán với cửa tiền là 190 thôi. Đấy, giá còn có thể bớt, còn có thể ra lộc sâu cho gia đình mình ạ. Đấy, Chodet Vivante 2010. Đấy, 2.0 số động 190 triệu. Vâng. 203 bán không, con nào 203 anh Hải Trần nhỉ? Đấy, con nào 203 nhỉ? Anh nhắn tin trực tiếp qua fanpage em nhá. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi, em tư vấn làm giá sâu lên ạ. Cạnh mẫu Vivante Chevrolet 2010 vừa rồi này. Tiếp đây em báo giá gia đình mình này. Đấy, Hyundai Grand i10 2008 đăng ký và làm bánh năm 2000 có đăng ký làm bánh 2010 này, động cơ 1.0 số sàn 4 máy này, 135 triệu đồng thôi. Đấy, dòng xe tập lái lanh quanh tầm 130 đây, hơn 100 một xíu rồi thì mình cùng tham khảo nhá. i10 208 130 triệu đồng số sàn, máy số keo chỉ sơn xi điều chất, đăng ký đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023. Anh Hải Trần ơi, anh đang quan tâm mẫu nào 203 nhỉ? À đâu, em xem lại bình luận nào. Đấy, anh quan tâm nhá, sâu nhắn tin qua fanpage cho em đi, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhá. Đấy, giá còn có thể bớt, còn thương lượng cho anh ạ. Vâng, cháu Nguyễn Đình Hùng này. Đấy, chào tất cả những bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Vâng, tiếp tục đây, chiếc máy quay em này xin giới thiệu đến đại gia đình mình một mẫu Hyundai Grand i10 nhá. Đấy, mẫu Hyundai Grand i10 màu trắng mà mẹ mắng không mua này, đời 2016, đăng ký con bánh năm 2017, động cơ 1.0 số sàn. Đấy, bản bay nhá, bản bay nhưng được độ đến la răng đúc này, lốp lắp đẹp, xi nhan trên sườn xe rồi, đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2022 này. Đấy, tháng 12 năm 2022 nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp. Con Hyundai Grand i10 màu bạc biển 30 đúng không, 230 triệu đồng à. Ok, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi nhá. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đấy, để em bớt được sâu cho anh nhá. Đấy, nhắn tin qua biết này, cọc trước cho em. Đấy, bớt sâu nữa cho anh ạ. Đấy, cảm ơn anh Hải Trần rất là nhiều này. Chốt mạnh lên nhá. Đấy, chốt mạnh lên gia đình ơi. Bác Khúc Vân Công đang xem buổi livestream nghe, chia sẻ cho em mấy cái đấy, bác Khúc Vân Công ơi. Vâng, tiếp theo đây này, báo giá gia đình mình tiếp tục nhá. Vâng, chào anh Trần Xuân vừa xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Chào tất cả gia đình mình ạ. Đằng sau mẫu Hyundai Grand i10 màu trắng rồi này,
tiếp theo đây báo giá lại cho mình một mẫu Kia Morning, một mẫu Kia Morning bản đủ đây S-Link đấy, với cần tiền gửi gia đình nhà mình 215 triệu đồng, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hải Phòng đó. Cặp đèn pha thì được độ lên công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp nhá, la sáng đúc lốp nam chất, máy số keo chỉ sơn xin còn zin, xin nhan rạng mỹ tích ở trên gương, gương kính cùng xe điện. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Đấy 215 triệu đồng đấy, một mẫu Kia Morning màu trắng gửi đến đại gia đình nhá. Đây, cạnh mẫu hình cạnh mẫu Morning vừa rồi này, tiếp tục báo giá đình mình. Ok, chốt đi. Chốt đi bác Kelly Vũ ơi, chào bác Cốc Huy Thủy, chào bác Phạm Minh Vương. Chào đại hình này. Có con Santa Fe 203 máy dầu. Em có mua không? Ok, anh cứ mang đến em nhá. Cứ mang đến chợ ô tô đó của Hải Dương, Nam Trung Nam Sách Hải Dương nhá. Đấy, mua hết. Đấy, mua hết và để lại những cái mức giá yêu thương nhất cho gia đình mình ạ. Cạnh mẫu Kia Morning 2010 rồi này, tiếp tục báo giá gia đình nhá. Hyundai Grandi 10 đây, con gà đẻ trứng vàng của nhà Hyundai đây. Đấy, cái dòng xe mà Hyundai bán cực kỳ chạy bán khách này. Xe được sản xuất năm 2014, đăng ký bánh 2016. Tư nhân chính chủ 30A Hà Nội Phú đây. La sáng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất nhá. Đấy, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Con này bên em đang bán hết cửa tiền cho đại gia đình nhà mình 240 triệu đồng nhá. 240 triệu đồng ạ. Đây. Đây, kể góc này còn mẫu này. Vâng, cảm ơn bác Cốc Quy Thủy đã bình luận nhá. Cảm ơn đại gia đình rất là nhiều này. Đây, ở chỗ này còn mẫu này đây. Nhá, La Chatty Civic ạ. La Chatty Civic 2011, đăng ký làm bánh năm 2012. Xe này mang động cơ 1.6 số động nhá. Đấy, sedan hai đầu, phân khúc hạng C. Mà bên em giờ bán chỉ có 255 triệu đồng thôi nhá. 255 triệu đồng ạ. Đấy, xe thì full đồ chơi rồi. Đấy, full option rồi. Đấy, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Cửa sổ trời Panorama đây. Đấy, vô lăng 3 chấu túi khiên toàn trên vô lăng. Máy số keo chỉ nội thất thì zin từ nhà sản xuất nhá. 255 triệu đồng, báo rút hồ sơ cho anh chị quý vị mình ạ. Vâng, chào trà đoàn, nhiều xe đẹp quá đi em. Vâng, cảm ơn bác trà đoàn rất là nhiều. Vâng, còn rất là nhiều đồ sản phẩm đẹp nữa để phục vụ đại đình nhá. Đấy, các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy, cứ comment đi, cứ bình luận đi, em cùng tiếp tục báo giá tư vấn cho đại đình nhá. Đấy, giảm sâu, giảm kinh san, giảm làm sao cho những anh chị quý mình xem buổi livestream ngày hôm nay này thì đều mua được xe nhất, đều chọn được cho mình những mẫu xe ưng ý nhất này. Đấy thì vừa các bác đang nhắc cái dòng Santa Fe này, đấy thì em lại báo giá cho mình một đầu Santa Fe bên em đang bán này. Đấy, một đầu Santa Fe bên em đang bán nhá. Hyundai Santa Fe đây, 7 chỗ đấy, nhà Hyundai đây. Một mẫu SUV gầm cao mấy tháng 7 chỗ nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền đại là mình là 315 triệu đồng. Đấy, 7 chỗ Santa Fe mà giá bằng con Morning này, 315 triệu đồng. Xe này mang động cơ 2.7 máy xăng. Đấy, hai cầu nhá. Đấy, hai cầu điện. Đấy, gương kính cụp xe điện. Này, trang bị cả giá để đồ trên cao này. Em xin quay về nội thất bên trong nhá. Vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Đầu đài màn hình thì cỡ lớn rồi, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị tại mình. Đây, cần số zig zag đây. Santa Fe 207 máy xăng, 315 triệu đồng. Đấy, các bác nào mà đang quan tâm những dòng xe đi đường trường này, cầm cao máy thoáng nhá, quan tâm cho em mẫu Santa Fe 207 đấy ạ. Đấy, còn có thể bớt sâu và giao lộc sâu vào gia đình mình nhá. Tư nhân chính chủ 36 Thanh Hóa đây, quê hương các vùng dân tộc đây. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen kết hợp cùng bi cầu này, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn nhá. Máy số keo chỉ sơn xi còn zin, đăng ký đăng kiểm thì còn dài miên man luôn đến tháng 3 năm 2023 này. Đấy, cam đồi cam hành trình đầy đủ nhá. Santa Fe 2 cầu 207 315 triệu đồng. Rồi em xem còn cái mẫu gầm cao nào không để tiếp tục báo giá cho mình nè. Đấy, gầm cao thì bên em đang còn đây còn một chiếc CRV này và một chiếc Mitsubishi Outlander nhá, thì ngay sau đây em sẽ giới thiệu cho mình này. CRV đến từ nhà Honda đây. CV209 2.4. Đấy, số tự động. Con này bên em đang bán hết cửa tiền tham khảo cho đại gia đình mình là 400 triệu đồng nhá, 400 triệu đồng tròn thôi. Đấy, là sáng đúc lốp láp đẹp, có bánh đĩa chống bó cứng ABS ở 4 bánh này. Xin nhan tích hợp trên gương, cửa kính cụp xe điện. Giá đầy đồ thì được trang bị trên cao đây. Biển tư nhân chính chủ 37 Nghệ An Quế Bắc đây, 37 Nghệ An Quế Bắc đây ạ. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Đấy, cặp đèn hậu phía sau đây. Dài đèn hậu dạng cột này, đấy, cao, tạo góc nhìn rộng cho anh chị quý vị gia mình nhá. Đấy. Xe này trang bị 4 mắt cảm biến chống va chạm ở đằng đuôi này. Đấy, cam đùi cam trình thì đầy đủ rồi nhá.
Honda CRV 2009 400 triệu đồng tròn gửi đến gia đình mình ạ. Đấy, màu đen châu Phi rất đẹp đây nhá. Gầm cao ấy thoáng SUV 5 chỗ gửi đến gia đình mình. Một mẫu 5 chỗ mà gầm cao không giờ hết hot đến nhà Honda ạ. Đấy, vô lăng túi khí này, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng này, đầu đài màn hình OLED cỡ lớn nhá. Phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, Honda CV 2009. Đấy, nội thất rất đẹp luôn. Đây, tiện thể thì báo một dàn chân dài luôn. Đấy, báo một dàn chân dài. Sau lại mình cùng tham khảo nhá. Tucson báo giá rồi này. Cháu Minh Tội, cháu Võ Vũ nhá. Cháu Thanh Nguyễn, cháu Hùng Nguyễn, chào toàn thể anh chị quý vị đang xem buổi livestream hôm nay ạ. Đấy, hoan hỉ vui vẻ lên. Cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ mỗi người đi ra đình ngơi nhá. Chia sẻ một lần bớt 1 triệu đấy, cứ chụp lại màn hình đi. Cứ chia sẻ, cứ một đợt chia sẻ giảm 1 triệu trên một đầu xe cho anh chị quý vị nhá. Đấy, mỗi người tối đa 10 lần, đấy là giảm 10 triệu rồi. Kiếm tiền thì chưa dễ hơn nhá. Rồi cháu Đích Tôn này, cháu Vũ Võ, cháu Minh Toi, cháu Thanh Biên, chào tất cả những anh chị quý vị và các cô các bác trên ba miền Tổ quốc, những hàng thân thương của cháu ô tô đầu ngoài xưa ạ. Tiếp tục đây lại một mẫu gầm cao máy thoáng này. Mitsubishi Outlander đây với lớp sơn màu xám xi rất đẹp đây. Con này bên em với mức giá mà mong muốn gửi đến gia đình nhà mình là 565 triệu đồng. Xe này mang động cơ 2.0 số tự động nhé. 2.0 số động đến từ nhà Mitsubishi. Đấy, nội thất ghế da điều hòa long lạnh 2 chiều auto. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy, nội thất ghế da màu be zin nguyên bản cho xe nhá. Và trước này thì lại chốt rồi, em chưa bỏ được trong. Đấy, mai thì em sẽ lấy chìa khóa mở bên trong là review sâu này cho dành nghe. Vô lăng 3 chấu túi khi đoàn trên vô lăng này. Đầu đài màn hình to như quyển sách cần vở đây. Đấy, 565 triệu đồng. Con này thì bên em bao rút hồ sơ này. Đấy, miễn phí vận chuyển này, hỗ trợ trả góp cho gia đình mình nhá. Mitsubishi 216 đăng ký là bánh 218. Đấy, một chiếc xe 5 chỗ rất đẹp đây. Phù hợp cho những gia đình nào mà có sở thích đi đường dài, đi phượt này. Khoang cốp phía sau này, đấy, nội thất bên trong cực kỳ là rộng luôn. Để đồ đạc cái lửa tháng luôn đấy ạ. Đấy, Mitsubishi Outlander 2016 màu xám xi 565 triệu đồng gửi gia đình mình. Vâng, cháu Hoàng Chiến, cháu Bắc Tuấn Anh Hoàng, cháu Ngọc Hiền, cháu Đích Tôn, cháu Vũ Võ, chào toàn thể đình nhá. Rồi, báo giá tất cả những mẫu gầm cao bên em đang có này. Đấy, chia sẻ bình luận comment nhiều lên chị quý vị xem ơi. Đấy, em Tùng tiếp tục bước sâu cho đình mình ạ. Vâng, thì trước máy quay em đây nhá, giới thiệu đến sự đại gia đình mình một mẫu 7 chỗ đây. Một mẫu 7 chỗ gầm cao đến từ Mỹ đây. Chevrolet đây, Chevrolet Captiva 2007 này. Đấy, 2007, động cơ 2.4 máy xăng nhá, động cơ 2.4 máy xăng. Đấy, 2.7 nhưng máy số keo chỉ, sơn xi thì còn zin. Đấy, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đấy, la sang lúc lốp đáp đẹp, có bánh địa chống bó cứng ABS rồi. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng này, công nghệ bi cầu projector siêu sáng siêu đẹp này. Đấy, em xung quanh phần nội thất bên trong mình cùng quan sát thêm này. Đấy, nội thất bên trong đây. Đấy, nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe nhá. Đấy, cái bên em đang gắn với cửa tiền này 215 triệu đồng. 215 triệu đồng cho mẫu Captiva đời 2007 đến gia đình ơi. Đấy, các bạn xem buổi livestream ngày hôm nay này, hãy thả tim thả like cho ô tô của Hải Dương đi. Cảm ơn gia đình rất là nhiều nhá. Đấy, những lượt xem này, lượt tim, lượt like này là nguồn động lực của cháu ô tô đầu mối Hải Dương ngày càng phát triển nhá. Vâng, cháu Hải Phan, cháu Hoàng Chiến này, cháu Tuấn Anh, cháu Ngọc Hiền, cháu Đích Tôn, chào đại đình mình ạ. Đấy, Captiva 207 215 triệu đồng rồi nhá. Đằng sau mẫu Captiva 2007 rồi, em tiếp tục báo giá gia đình mình. Đấy, một mẫu xe quốc dân 7 chỗ đây. Đấy, Innova nhá, Innova Tota 2011, động cơ 2.0 số sàn này. Đấy, 7 chỗ quốc dân này, vua 7 chỗ đây. Cờ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình, con này là 335 triệu đồng. Bao rốt hồ sơ đình nhá. Xe này mang biển tư nhân chính chủ đây. Tư nhân chính chủ ở 15 thành phố Hải Phòng, hoa phượng đỏ. Bản G xịn này, được trang bị la răng đúc. Đấy, có phanh điện chống bó cứng A rồi. Vô lăng túi khí, nội thất ghế da điều hòa long lạnh zin nguyên bản theo xe nhá. Đấy, 7 chỗ đây, vua 7 chỗ nhá. 335 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra độc sâu. Vâng, cháu Bắc Nam, cháu Bắc Phương Nam này, cháu Văn Hoa. Đấy, cháu Toán Đàm, cháu Hải Phan, chào toàn thể chị quý vị mình nhá. Vâng, cháu Thìn Nguyễn ạ. Đấy, vừa rồi là Innova 2011 rồi này. Đây, tiếp theo đây báo giá cho gia đình mình này.
một mẫu 7 chỗ này, tiếp tục một mẫu 7 chỗ mà chỉ có 130 rồi đấy, 130 triệu. Mitsubishi Outlander, à Mitsubishi Zoyli, xin lỗi mình, Mitsubishi Zoyli 2004 đăng ký lăn bánh năm 2006 nhá. Xe này mang động cơ 2.0 đấy, kim phun đấy, mắt xích đây đấy, mắt xích đèn cột mở bốc treo đây. Con này bên em đang bán được cửa tiền 130 triệu đồng thôi, 130 triệu đồng đấy, một dòng 7 chỗ đây, phục vụ mọi nhu cầu gia đình mình nhá. Con cháu Nguyễn Thìn Vios 2015 à, Vios 2015 thì bên em chưa có nhá, nhưng bên em đang có một mẫu Vios 2016 này. Bác Nguyễn Thìn quan tâm dùm em mẫu này đi bác Nguyễn Thìn ơi. Vâng, chào anh Hoàng Nghĩa vừa vào xem buổi live stream ngày hôm nay này. Đấy, như bác nào hôm nay vừa vào xem buổi live stream nhá, đấy, cho em xin gửi lời chào đi. Chúc cả gia đình mình có buổi tối vui vẻ này. Có bước sóng live stream này sẽ cố chọn cho mình những mẫu xe ưng ý đi gia đình mình ơi. Vâng, cháu Hùng Nguyễn này, cháu Hoàng Ngoại này. Đây, Vios 2016 đây, tham khảo dưới em ạ. Toyota Vios màu vàng cát năm 2016 đây. Đấy, xe sản xuất 2016, đăng ký năm 2017 này. Động cơ 1.5, đấy, bản e xịn nhá. Đấy, 1.5 bản e xịn. Bên sở ô tô Đồng Hải Dương đang bán với cửa tiền là 360 triệu đồng. Đấy, 360 triệu đồng. Đấy, còn có thể bớt và có thể ra lọc sâu gia đình mình. Đấy, đến xem xe, chạy thử xe test thoải mái luôn. Xe trang bị cặp đèn pha đây, bi cầu Brighter này, la răng gúc, lốp lap đẹp, có phanh đĩa chống có cứng áp rồi. Xin nhan thì tích hợp trên gương, đăng ký đăng kiểm thì còn dài nhá. Đến tháng 2 năm 2024 này. Em xin quay vào nội thất bên trong này. Đấy, vô lăng túi khí này, đầu đàn hình to rồi. Đấy, phun đồ chơi luôn nhá. Đây, màn hình cova cỡ lớn này, đầy đủ startup này. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ nhá. 360 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô Đồng Hải Dương ạ. Vâng, cho bác Nguyễn Tuân này, có Atit 2014 và 2015 không? Atit 2014 và 2015 thì tạm thời bên em chưa có bác ơi. Đấy, bác cứ để lại số điện thoại đi, làm có Atit đời lẻ, đời lẻ 14 và đời 15 thì em sẽ liên hệ lại cho nhá. Cảm ơn lượt bình luận của anh rất là nhiều này. Vâng, chào Thanh Ngoan. Vâng, xin chào bác Nguyễn Hùng ạ. Đấy, chào tất cả những bác đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Đấy, Vios 2016 bản e xịn đây. Đấy, 360 triệu đồng, còn có thể bớt và còn có thể thương lượng nhá. Đấy, em tiếp tục báo giá đầu xe đang có bên em nhá, cho mình cùng tham khảo đây ạ. Vâng, hai bác Phạm Mai Phương nhá. Vâng, chào bác Thúy Trần và xem buổi livestream này. Chào toàn thể anh chị mình vừa xem buổi livestream này nhá. Đây thì em báo giá là tiếp tục báo giá lần nữa đây. Đấy, cứ bình luận, cứ comment đi nhá, em từng báo giá ạ. Đằng sau mẫu Toyota Vios 2016 vừa rồi này, tiếp tục báo giá gia đình mình. Đây, một mẫu Vios nhá. Trước này thì đời 2006, đăng ký là bánh 2008 đây. 135 triệu đồng thôi ạ. 135 triệu đồng. Động cơ 1.5 số sàn này. Đấy, một dòng sedan hai đầu bền bỉ, tiết kiệm nguyên liệu vô cùng luôn. Đấy, tiết kiệm nguyên liệu số 2 thì không ai sẽ nhận số 1. Đấy, Toyota Vios lồi đồng cuối đá, pháo chưa hỏng. 135 triệu đồng. Đấy, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương nhá. Còn bớt còn có thể thương lượng cho dòng tập lái này nhá. Bác cháu Phạm Lá, cháu Thanh Ngoan, xe đẹp giá yêu thương, đúng rồi, phải xe đẹp phải giá yêu thương bác Thanh Ngoan ơi. Bác cháu Nguyễn Văn Lượng này, đấy, chào đại mình ạ. Cạnh mẫu Toyota Vios 2006 rồi, báo giá thêm cho gia đình một mẫu xe nữa đây. La Chetti Ceric 2010 đăng ký năm bánh năm 2011 nhá. Đấy, xe này mang động cơ 1.6 số rộng, tư nhân chính chủ 37.000 quý bác nhá. Con này thì bên em đã hồ sơ cầm tay rồi. Hồ sơ con này thì cầm tay rồi, lên những thủ tục mà sang tên, đổi chủ bấm biển mới trong vòng lốt nhạc thôi nhá. Máy số keo chỉ sơn xi zin, trang bị cả option cửa sổ trời đây. Cửa sổ trời đây, panorama đây. Đấy, Lady Select 2010 đang bán được với cửa tiền tại chỗ ô tô Đồng Hải Dương là 258 triệu đồng nhá. 258 triệu đồng gia đình ơi. Vâng, cháu Minh Hoàn này, cháu Quy Anh, có đổi bi không xếp đổi vâng ạ, đổi bi thì bên em chưa có chính sách đổi bi nhá bác Quy Anh ơi. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Lượng nhá, chào toàn thể gia đình mình này. Cạnh mẫu La Chetti Ceric 2010 vừa rồi này, tiếp tục báo giá cho đại gia đình mình này. Một mẫu Daewoo Macdot nhá, Daewoo Macdot 2005 đăng ký năm bánh 2017 đây. Đấy, i10 đời 2014, i10 đời 2014 thì bên em có rất là nhiều nhá. Đấy ạ, i10 2014 bên em rất là nhiều luôn.
Vios, Vios bên em thì có 206 này, 216 này đấy, và 2010 này. Chiếc trắng gần đó bao nhiêu? Chiếc trắng gần đó là bao nhiêu anh nhỉ? Chiếc trắng gần đó là chiếc nào anh ơi? Đấy nhá, mắc lốt đây, sedan đầu phân khúc hạng D nhá. 2005 đây. Đấy, một dòng xe sang những năm 2000 đấy ạ. Xe được trang bị là sáng đúc này, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Hộp số động cơ 2.4 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đây một chiếc xe chủ tịch nhá. Bây giờ mà bán chỉ có 135 triệu đồng thôi. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài này. Đấy các bác nào yêu cái đẹp này. Đấy, yêu cái đẹp này đấy thì chọn em nó đi. Đấy, chọn nó đi. Daihatsu Maxus số động 2.4 2.135 triệu đồng. Vâng, cho công Phạm này, Vios có Vios nhá, bác còn hỏi Vios bao nhiêu ơi. Minh Hoàng i10 2014 giá bao nhiêu? i10 2014 thì bên em có 3 chiếc, à 4 chiếc nhá. Lanh quanh là 240 thôi anh ạ. Lanh quanh 240 đi nhá. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng này. Đấy, con i10 màu trắng này đấy. Cái này đúng không anh ơi? Xe này thì đời 2014 này, đăng ký ra bánh năm 2015. Đấy, động cơ 1.0 số sàn bản đủ. 240 triệu đồng nhá, 240 triệu đồng. Đang được bị bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Con này thì có video chi tiết này, bác quan tâm sâu nhắn tin qua fanpage cho em đi. Em gửi cho bác hình ảnh video chi tiết này nhá. Cho Đông Nguyễn này, cho Quang Hà, cho Đại Ninh mình ạ. Đấy. Em quay vào một vòng quanh gần ngoại thất bên ngoài trên quan sát này. Đấy, màu trắng mà mẹ mắng cũng mua đây. La sáng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng A đó rồi. Xin nha này tích hợp trên gương cương kính cục xe điện đấy. Đấy, bản đồ 240 triệu đồng với gia đình mình này. Đây, Daihatsu Maxus rồi này. Santa Fe báo giá rồi này, Mazda này. Tức là cái dòng đây, cái hàng dưới này báo giá hết rồi nhá. Hàng dưới này báo giá hết rồi này. Cái xe hàng này báo giá đâu này? Đây, hàng này báo giá đây nhá. Canh mẫu i10 màu trắng 2014 rồi này. Báo giá cho gia đình mình. Tiếp tục là Lacetti CX đây. Lacetti CX bên em còn 3 mẫu rất đẹp nhá. Lacetti CX màu đen. Xe được sản xuất năm 2010 và đăng ký năm bánh 2011. Động cơ 1.6 số động nhá. Đấy, một dòng xe rất là đẹp đây. Form dáng thì không có lỗi thời này. Đấy, đầm chắc thì vô cùng luôn. Đấy, đi rất là thích nhá. 255 triệu đồng. Đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Đây, con này là con CRV báo giá này. Honda CRV báo giá này nhá. Đây em xem báo giá cứ lần lượt cái hàng này đi. Đấy, báo giá lần lượt ở đây cho mình cùng dễ quan sát này. Đây, các bác nào đang quan tâm dòng Toyota Vios nhá, tiếp tục tham khảo cho em mọi đi. Đấy, Toyota Vios 2010, đăng ký vào bánh năm 2011 này. Đấy, xe này mang động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi. Tư nhân chính chủ, 3 mẹ hội phố đây. La sáng đúc tầm lốp đáp đẹp. Cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng ra chiều này. Xin nhan tích hợp trên gương cương kính cục chuyển điện. Đăng ký đăng kiểm thì còn khá là dài. Đăng ký đăng kiểm còn gần năm nữa cơ, tháng 7 năm 2023. Đấy, cao lối cao hành trình đầy đủ rồi. Máy số keo chảy thì chất thì còn chất còn đẹp nhá. Đấy, 195 triệu đồng thôi. 195 triệu đồng. Giá còn có thể bớt thương lượng và gia lộc thêm gia đình mình ạ. Vâng, chào anh Minh Quân vừa xem buổi livestream hôm nay nhá. Chào bác Nguyễn Duy này, chào bác Tịnh Nguyễn này, chào bác Trần Đức Anh nhá. Đấy, các bác có đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Hoan hỉ vui vẻ lên cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi đại mình ơi. Đấy, chia sẻ thật nhiều vào, bình luận thật nhiều vào, comment nữa đi. Để em Tùng báo giá nhá và chia sẻ về những đầu sản phẩm em đang có này. Đấy, mà các bác nào mà đang năn tăn về những thủ tục mua bán, ship xe như nào, đấy chỗ tổ hỗ trợ trả góp ra sao nhá, cũng cứ bình luận đi, em Tùng tư vấn miễn phí cho ạ. Đấy, cạnh mẫu Toyota Vios 2010 màu đen vừa rồi này. Theo đây nhá, theo chân em Tùng đi. Em báo giá tiếp tục gia đình mình hai mẫu Kia Morning nhá. Hai mẫu Kia Morning số tự động màu xanh này. Đấy, đời 2010 nhá. Chiếc này đời 2010, đăng ký là bánh 2012. Con này là chiếc này 2010 này, đăng ký là bánh 2013 này. Đồng giá là 235 triệu đồng. Bản đủ full kịch nhá, SX. Đấy, một chiếc xe nhập, hai chiếc xe nhập Hàn Kia Morning này, cùng được trang bị la sáng đúc này, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xin nhan trên gương, gương kính cùng xe điện. Máy số keo chỉ sơn si thì còn zin. Đấy, một dòng xe ngoại nhập nhá. Zin gửi gia đình mình 235 triệu đồng. Xe này trang bị cam lùi này, cam hành trình này, màn hình OLED cỡ lớn này, hai mắt cảm biến chống va chạm phía sau. Đấy, hai chiếc xe nhập mà bán chỉ có 230 gia đình thôi nhá. Máy số keo chỉ sơn si còn zin, lốp láp đẹp, gầm bệ chắc chắn không bục mọt.
Vâng, chào bác Trinh Văn này, chào bác Lăng Nguyễn này, chào bác Minh Quân này, chào đại đình mình nhá, chào bác Nguyễn Huệ nhá. Đây em báo giá hết cái đầu này đi. Ở đây hai mẫu modeling rồi, hai mẫu modeling nhập khẩu Hàn Quốc nhá. Đây Hyundai Grand i10 để gia đình nhận. Hyundai Grand i10 hai đầu sedan nhá. Xe được sản xuất năm 2019, đăng ký là bánh năm 2020. Động cơ 1.2 số sàn. Đấy, một chiếc xe lướt thôi. Chạy có 4 vận 2 chết đốt đa. Bản đồ phun kịch là sang đúc, có phanh địa chống bó cứng ABS này. Đấy, máy số keo chỉ sơn xin còn zin luôn nhá. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4101. Tư nhân chính chủ một chủ từ đầu này. Đấy, Hyundai Grand i10 sedan 2 đầu 350 triệu đồng. Có hỗ trợ trả góp. Này, rút hồ sơ cũng như là ship xe cho anh chị quý vị mình nhá. Đây con Morning thì báo rồi này. Con Morning báo giá đầu ở đây chim này. Morning 210 205 triệu đồng. Đấy, bản nhập hàn máy Eco 1.0 nhá. Rồi, còn chiếc này chưa báo giá này. Còn chiếc này chưa báo giá nhá. Kia Morning 216 màu be 200 triệu đồng tròn thôi. 200 triệu đồng tròn này. Các bác nào và các chị nào mà đang kết mẫu này rồi nhá. Đấy, kết rồi này nhá. Gọi điện cho em đi, qua gọi cho em đi nhá. Bớt ngay 10 triệu đồng được mẫu này cho đình này. Xe này sản xuất 2016, đăng ký lăn bánh 2017. Đấy, màu bìa rất đẹp đây. La xăng nốt phay 4 bánh này, cam đùi cao hành trình đầy đủ. Đấy, nội thất ghế da, điều hòa long lạnh rất muốt, rất sâu luôn. Đấy, nội thất thì thơm tho rồi, máy số keo chỉ chất. Mang về sẵn đi sẵn dụng, sẵn khai thác rồi. Một dòng xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Máy số kia điện đó rất là lành ạ. Đấy, dễ bảo trì bảo dưỡng, cũng như là phụ tùng thay thế thì luôn luôn có sẵn nhá. Đấy, Kia Morning 216. Vâng, chắc Tiến Mạnh này, chắc Nguyễn Huệ này, chắc Trinh Văn nhá. Đấy, đấy nhà mình chia sẻ dùm em nhiều lên đi. Chia sẻ bình luận comment dùm lên em Tùng nhiều lên đi gia đình mình ơi. Đấy, ở phía này em xin giới thiệu cho anh chị quý vị mình một chiếc xe nhập Hàn nguyên chiếc đây. Nhập Hàn nguyên chiếc đời 2010 nhá. Đấy, chiếc Samsung SM3. Xe được nhập Hàn thì năm 2010, đăng ký lăn bánh tại Việt Nam năm 2012 này. Đấy, xe mang động cơ 1.6 số tự động nhá. Đấy, rất nhiều công nghệ luôn, rất nhiều option luôn. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. La xăng đúc 4 bánh, có phanh địa chống bó cứng ABS. Gương kính chỉnh điện đây. Đấy, gương kính chỉnh điện xi nhan tích hợp trên gương. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi, màn hình Android cỡ lớn này. Vô lăng 3 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Đấy, sấy ghế đây, sấy ghế 4 ghế này. Chỉnh gương, chỉnh kính, chỉnh ghế là bằng điện. Đấy, rất nhiều đồ chơi, rất nhiều option hạng sang. Đấy, cửa sổ trời đây. Cửa sổ trời luôn nhá. Ngoài bên em bán đi cửa tiền là 235 triệu đồng thôi. 235 triệu đồng cho mẫu Samsung SM3 này ạ. Đấy, em Tùng cũng báo kha khá đầu xe rồi. Báo giá kha khá đầu xe hiện đang quá tại chỗ ô tô đầu Hải Dương nhá. Đấy, các bác nhà mình đang quan tâm dòng nào mẫu nào nhá, bình luận comment sâu đi để em Tùng tiếp tục báo giá cho. Đấy, Captiva màu đen, máy xăng này 2.4 này, 215 triệu đồng này. Đấy, la xăng đúc lốp lát đẹp, phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Đấy, xin nhan thì trên gương nhá, có hệ thống chống trơn trượt này. Đấy, hỗ trợ để hỗ trợ khởi động giữa dốc này. Đấy, hỗ trợ đổ đèo nhá, 215 triệu đồng. Vâng, chào anh Sĩ Thắng ạ, chào anh Tiến Mạnh nhá, chào toàn thể những bác vừa xem buổi livestream này nhá. Đấy, bác Sĩ Thắng ơi, chia sẻ cho em 5-7 lượt đi bác Sĩ Thắng ơi. Đấy, comment bình luận nhiều lên nhá. Vâng, chào Nguyễn Nam này, chào Đại Đình nhá. Đấy thì vừa rồi em Tùng cũng báo giá rất nhiều đồ sản phẩm đang có tại chỗ ô tô đồ mua Hải Dương này. Đấy, em xem dưới này còn mẫu nào chưa báo giá không này, để tiếp tục báo giá gia đình nhá. Đây còn mẫu chỗ này chưa báo giá này, tiếp tục báo giá đình mình à. Thì trước máy quay đây, xin giới thiệu đến anh chị quý vị mình đây, một mẫu 7 chỗ tiếp theo bên đang bán tại chỗ ô tô đồ mua Hải Dương ạ. Innova 2008 265 triệu đồng nhá. Đấy, xe sản xuất 2008, đăng ký là bánh 2010, động cơ 2.0 số sàn, 8 chỗ ngồi. Đấy, Toyota Innova đây, vua 7 chỗ. Đấy, vua 7 chỗ. Nội thất thì không đối thủ, điều hòa của Nhật thì rất vuốt không phải bàn. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng nhá. Còn lại bên em đang bán với cửa tiền gia đình của mình 265 triệu đồng.
còn bớt, còn thương lượng, còn gia lộc sâu được cho những khách hàng thân thương nhá. Đấy, một dòng xe gia đình 7 chỗ này mang về chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập thì cũng rất là ok luôn. Máy số điện đóm lành Toyota Innova 208 265 triệu đồng ạ. Đây, mẫu này chưa có giá đây. Một mẫu Kia Morning màu đỏ, rất nhiều anh chị quý vị quan tâm đấy. Kia Morning màu đỏ 2016, đăng ký là bánh 2017 nhá. Động cơ 1.25 số sàn 4 máy, nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, một đứa con ruột đến nhà Kia đây. Nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, rất là lành, rất là hiền đây, rất ít khi là ốm vặt nhá. 190 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng được sâu gia đình mình. Đấy. Vâng, thì vừa rồi em Tùng cũng đã review báo giá hết một vòng chợ ô tô đầu Hải Dương rồi. Cảm ơn anh chị Quý Bình đang xem buổi livestream ngày hôm nay rất là nhiều nhá. Đấy, cảm ơn đại gia đình ạ. Đấy, còn những thắc mắc gì, comment gì thì cứ bình luận, cứ comment đi. Hoặc gọi điện trực tiếp qua hai số hotline 0347 701 77, 0343 540 99 nhá. Để em Tùng tiếp tục tư vấn cho. Vâng, xin chào. Xin chào gặp lại đình mình trong những buổi livestream tiếp theo nhá, vào khung giờ 8 giờ 3 phút mỗi tối. Đấy, xin chào gặp lại đình mình vào buổi tối ngày mai.